san hô nhưng mà thật ra là đá, đá núi lửa nhâm thật hồi xưa ở dưới biển nó đùn lên. Lúc này là 9 giờ 45 sáng và leo lên một cái mỏm đá gọi là đá Huyền Thoại ở cái này ở Gành Hang và nhìn xuống rất là sâu. Cái này là đó, ngồi trên đó ở xa chụp là thấy cái hình như vậy. Rất nhiều người chụp cái góc này nhưng mà mình thấy cũng ghê ghê, tại vì biết đâu đến ngày nào đó cái cục đá nó bị bể nó rớt xuống là xong phim luôn các bạn ha. Do đó mọi người leo lên cục đá này chụp ảnh thì cũng phải lưu ý nha. Tại vì mình thấy cũng rất nhiều người cũng chịu khó leo lên để mà có những bức ảnh gọi là sống ảo đó. Mình cũng leo lên sống ảo một tí cho vui. Mặc dù là mình không phải là các bạn còn trẻ nữa nhưng mà cũng rất là ham vui. À, bây giờ là trước đó là mình đã đi vào trong cái khúc này thì phải leo qua cái này thì mình mới đi lên được cái Gành Hang qua một cái khe rất là hẹp, rất là dễ thương. Nhưng mà cái khe không phải là gọi là khe sung sướng là cái đường đi vào đâu, mà cái khe sung sướng là ở dưới cái Gành Hang ấy, có những cái khe nước ở dưới đó. Nhưng mà trên con đường đi vào có một cái thung lũng cũng rất là đẹp. Đây là trên cái đường mình đi xuống ha, và quay bằng cái camera 360 độ và camera đeo trước cổ luôn. Mình nói chung là cũng đem theo nhiều cái đồ chơi. Ok, và nhờ ông cậu của mình đứng ở dưới chụp cho một cái bức ảnh tự sướng rất là hấp dẫn. Các bạn thấy cái hình hồi nãy rồi ha, để lát mình post lại cái hình nó cho nó hấp dẫn luôn. Rất là nguy hiểm nha các bạn. Các bạn trẻ nếu mà leo lên đây thì cũng rất là cẩn thận giúp mình nhé, chứ không bắt chước cái này là không ổn lắm. Tại vì mình nói chung là mình cũng có đeo cái ba lô rất là nặng phía sau để cho nó ghi lại. Và nếu mà thời tiết mà gió mạnh đó là nó cũng nguy hiểm. Và đó là mình đứng từ xa mình chụp. Các bạn thấy ha, đó. Và đây là cái camera 360 độ rất là ảo. Đây là con đường đi vào nè. Đó, hồi nãy mình nói đó là cái thung lũng đi vào, gió lộng lộng luôn ha. Để đi vào cái Gành Hang khe sung sướng và mỏm đá Huyền Thoại thì đi vào con đường này. Đó. Là lúc mình đi vào là 9 giờ 22, còn lúc mình leo lên cái mỏm đá là 9 giờ 45, tức là cũng đi vòng vòng chụp hình rồi mới leo lên đó. Và thứ hai là cũng phải chờ một vài bạn trẻ leo lên đó chụp xong leo xuống rồi mình mới có leo lên được. Và cái lúc thời điểm mình đi là cũng có khá là ít người, nhưng mà mình biết chắc là cái thời điểm bây giờ mà các bạn đang coi cái này á là rất là đông, và chưa chắc chỉ các bạn đứng chờ nửa tiếng đồng hồ mà chụp hình được cái chỗ đó được đâu nha các bạn. Và mình cũng nói hồi nãy rất là lo là nếu mà nhiều người chụp ở đó quá, leo lên leo xuống cái cục đá như vậy có khi nào nó bể xuống mà xong phim luôn. Các bạn lưu ý cẩn thận nhé. Và mình đứng ở trên cái chỗ gần giữa Gành Hang á, trên đường đi xuống á, và quay bằng cái camera 360 độ nên nhìn nó rất là ảo, và nó quay toàn cảnh luôn các bạn thấy ha, rất là đẹp luôn. Bây giờ là chúng ta tiếp tục cầm cái đi, và cái camera 360 độ nó có cái hay cái là nó xóa luôn cái cây gậy, nó tự xóa luôn nha, cái app nó có cái đó luôn. Do đó là mình không thấy cây gậy, mình tưởng là cái này bay bằng playcam hay là bay bằng cái thiết bị gì mà nó nhìn ghê gớm quá, bay rất là cao luôn, giống như chụp từ máy tính xuống luôn, thấy nguyên cái trái đất ở dưới luôn, quá hấp dẫn và quá ảo ma Canada luôn. Và đi ra ngay gần cái vách đá chỗ này ha. Cái vách đá chỗ này là vách đá rất là cao, nhìn xuống các bạn thấy không? Đó, mình cầm cái 360 độ mình quay thì các bạn mới thấy được là mình đang đứng ở trên cái vách đá quay xuống. Còn đây là mình đã đi xuống phía dưới. Cái này gọi là Gành Hang ha. Đây là có rất là nhiều cái đá rất là đẹp. Và đây là dùng một cái camera để gọi là body cam á, hoặc là body cam để treo phía trước, để mình rảnh tay mình vừa đi vừa quay phim được và mọi người sẽ thấy được cái đó, ví dụ như vậy đó. Ở đây rất là đẹp ha. Cái kiến tạo bên núi lửa ở đây là hoàn quá trời luôn này đây. Đây là mình nhìn cái san hô nhưng mà thật ra là đá. Đá núi lửa nhâm thật hồi xưa dưới biển nó đùn lên.
quá là ok luôn các bạn ha. Rất là dài luôn, một mảng dài luôn á. Ở đây các bạn đang quay phim chụp hình các kiểu luôn. Và chúng ta đi ra phía sau này để coi có gì hấp dẫn không. Ủa, không đi đâu rồi ta. Ở đây nó còn màu đỏ luôn, giống như là lửa nó nung á, nham thạch nó nung đỏ luôn á, không rất là đẹp. Ồ, nó có những cái dòng chảy này mới là đã này, đây nè, à nó có một cái cuộn chảy tròn luôn. Đâu chụp đây là ai chụp rồi, ai chụp bên kia không? Xui, nhưng mà mình thấy đây rất là hên, tại vì chính vì vậy mới thấy được cái cảnh biển của thiên nhiên đó. Đây tổng biển lên mình vô ha. Nếu mà mùa biển em thì ở đây nó không có những cái sóng như vậy đâu, hả, quá đã luôn bà con. À, các bạn đang xem kênh Alexon Corporation. Chơi luôn. Trời ơi, cái nhánh đá kìa. Đây là mà sống ảo là leo leo trên đó để mà đẹp rồi. Rồi, ok. Rất là đẹp luôn ha. Đây, góc này chụp lên đẹp lắm nè. Đây là biết bao nhiêu triệu năm trước là nó núi lửa nó đùng lên cái hòn đảo này ha. Và nó cho ra một cái khung cảnh rất là đẹp luôn, hùng vĩ luôn, mà không phải là ai cũng thấy được. Đây, ở cái góc nhìn này rất là đẹp nha bà con. À, ít ai đi ra đây mà thấy được cái góc này nè. Góc này quá đẹp luôn á. Thấy không? Góc quá đẹp luôn rồi bà con này, thấy không? Rồi, cậu quay giùm con cái này để con xác minh cái. Ok. Thấy không? Thấy rõ không? Rất là đẹp ha. Cái này là kiến tạo của địa chất hàng triệu năm trước nó tạo ra. Cái này là giống như là núi lửa dưới đáy biển á, rồi nó mới đùng lên ra được thành cái hòn đảo như thế này. Rất là đẹp luôn bà con ha. Rồi chụp hình đi con. Kêu dưới nghệ nấu nước uống không xong, kêu dưới vàng mà tôi kêu dưới nghệ. Ủa, cái này là dứa nghệ nó to vậy hả? Vậy một củ này ngâm được mấy lít rượu? Có
10 ký. Cái gì? 10 ký luôn hả? Dứa, cái nó dừa, còn này mới dứa hả? Dứa hết tất cả một. Wow, một cái này là bán ký rồi, bán sao chị? Một ký là bao nhiêu? Một trái này chắc là 2 ký hả? Ký mấy? 40. Về ngâm sao ta, để nguyên cái trái về ngâm rượu hả? À rồi thấy rồi, người ta làm cái bao phân khô. Dạ em hiểu rồi, về thấy cái rượu này ở cái đó có bán ở trong Sài Gòn là nó ngâm khô khô sơ sơ, do đó mình tưởng chứ để nguyên trái này được không? Để đi kiếm nó luôn thì to bỏ vô. Để được. Để được nhưng mà uống vô là không luôn. Nhưng mà cái nào ngâm tốt hơn? Cái này ngay hơn hả? Đúng rồi. À. Rồi, trái này nhiêu? Cái đó là đúng là ngờ, đúng ngờ luôn á. Cái này là một cái. Cái này là dứa rồi. Ký 7 là bao nhiêu tiền? Vẫn thôi, chứ còn mua dùm cho mấy chị đẹp mà. Để con về con ngâm trong cái hũ bự luôn, để nguyên gì ngâm chứ không có xẻ ra. Vô đây, mua một hũ đo, một hũ ngờ vậy. Thôi, cậu có mua, đi. Không, mua cái này về con ngâm được rồi. Cái chai này. Ra đây là rất là đông khách chứ đâu phải ít hết đâu đúng không? Du lịch Phú Quý bây giờ vậy là quá ổn rồi. Hả? Giờ đi đến đây là chủ ghe sẽ đưa mình ra để mà ăn. Quên nói là chủ bè chứ không phải chủ ghe. Chủ bè đưa ghe ra cho mình đi ăn nha bà con. Đương nhiên cái này thì người ta đã tính trước cho trong giá hết rồi. Và ở đây thật sự là giá khá là mắc. À, bạn nào muốn trải nghiệm thì cứ ăn thử, nhưng mà mình cảnh báo trước là giá mắc, nhưng mà đồ ăn thì tương đối là ngon ha, tươi, hải sản ở đây thì rất là tươi ngon, nhưng mà các bạn nên tham khảo giá trước. Cậu ngồi dưới giữa đi. Quá là đã luôn. Dành ướt là ướt luôn cái ống kính luôn. À, cảm giác rất là phấn khích. Bây giờ chúng ta đang đi ra ngồi bè cá. Rồi đến rồi các bạn ha. Rồi, chuẩn bị vào bè cá rồi. Và một điều bất ngờ là quá đông. Không ngờ là khách người ta ra đây ăn đông như vậy. Một cái bè nhỏ xíu mà quá trời người luôn. Bè có chút xíu hả? Thôi kệ, lỡ ra đây rồi thì vang thôi bà con ơi. Quá là đông luôn. Ngồi đây đi. Ngồi đại đi cho rồi đi chứ. Ngồi đại đi cho rồi luôn. Nói chung là cũng phải trải nghiệm. À, rất là nhiều là như là con nhum nè, con nhum tức là con hầu gai rất là ngon. Chế biến được rất là nhiều món ăn đảo Phú Quý à ha. Đây là chế biến xong, đây là chưa chế biến. À này chế biến rồi phải không ta? Khổ này là mình đang nướng hả? À các bạn nghe âm thanh tự nhiên luôn cho hấp dẫn ha. Mình lâu lâu mình thích mình thêm vô thôi. À
à, muốn ăn cái gì thì ra đây chỉ. Nhưng mà thì cái người là người ta vớt lên. À, muốn ăn con gì là cứ ra đây chỉ thôi, là vớt lên vô người ta canh ký rồi ta chế biến cho mình. À, cái đó là móc mà có à, cá mú, à, cá chim nè, rồi à, cá mặt trăng nè, rồi ốc các loại luôn các bạn ha, ốc bự, ở đây ốc bự lắm. Đây nè, cá chim nè. Rồi cá mú nè, rồi à, cá này cá mó. Rất là nhiều loại cá. Bạn này à, cứ chỉ con nào là bạn đã vớt con đó lên à, chế biến thôi. Đây là mực, cá mực là mực lớn ghê đó. Đây là như là mực nang. Mực nang cho phải mực ống, ống nhỏ hơn. Những con mực nang rất là lớn, có con nặng mấy ký luôn à. Rồi ghẹ, ghẹ thì ghẹ này nhỏ nhỏ mà không có ngon. Đó, mình đưa camera xuống dưới nước mình quay luôn ha. Đó. Cá bò nè, cá bò hồng, cá bò da gì đó không biết, nó bự luôn á. Cá bò này cũng lớn lắm. Đây là trời khá là nắng. Và cái bè này thì nó cũng nằm cũng không có xa bờ bao nhiêu, nhưng mà phải có ghe đưa ra. Và đây là những món đặc ha. Cá chim xanh hả? Cá chim, cá này, cá kia nướng lên. Đây là con nhà hàu hả? À, con nó ra đây phải không? À, cái vỏ nó bự ghê ha. Hàu đá. Hàu đá. À. Hàu này ăn bữa ngon. Nó tên nó đặt ra. Rồi, coi bạn này vớt cá vớt gì đây? Hình như là vớt con cầu gai phải. Ồ. Oh. Đúng rồi, con cầu gai. Rất là bự luôn. Con này thì nướng mỡ hành là nhất dách rồi. Mình không dám ăn thống, có chỗ ăn thống mặt chanh bồ tạc vô nhưng mà sợ là đau bụng. Con kia thì nó dài hơn. Con kia cọc đâm đâm là nó lút xong mình lỡ là nó vỡ ra. Đây là một cái loại cầu gai mà cái gai nó nhỏ chứ không phải là cầu gai mà gai nhọn lớn ở dưới cái biển. Đây là nhiều con cá mặt trăng nè đúng không? Rồi ở đây là thêm một số con như là cá chim, cá bò, nói chung là cũng nhiều loại cá. Đó, biết sao là cá chim. Ở đây gió rất là mạnh, tiếng gió nó đưa vào trong micro rất là to ồn. Rồi, gọi số này đúng không? Ok, rồi, có gì mình gọi trước ha. Ok, rồi, cảm ơn. Cái này là gọi cho cái ông mà chở mình ra đó. Để lát cái gì mình vô thì ổng đốn mình luôn, khỏi phải chờ. Ở đây dịch vụ khá là ổn nha các bạn. Mấy con ốc bự dã man luôn, rất là mắc. Gió quá là gió luôn. Gió và nắng. À, các bạn thấy gió nó thổi phật phật lên luôn á không? Mình để nguyên cái gió nó thổi vô cái micro để cho nó thấy tiếng gió luôn. Rồi vớt tiếp. Con này nuôi chung với con mấy cái được hả? Cũng là con cầu gai ha, nó để thả chung ở trong này luôn, ai ăn thì vớt lên. Con này đang bán khá là hot ở đây ha. Rất là nhiều người đặt. Hai lông tiger với lông bò hút đi. À đó. Ở đây thì do là còn phải chạy xe, do đó chở các ông cậu, do đó là không có dám uống bia. Uống bò hút đủ rồi, còn hai ông kia thì uống bia. Đưa xuống khâu. Con zoom luôn hả? Đưa cái này xuống quay cho nó gần chút. Đó, đem theo vài cái action camera quay dưới nước cũng hấp dẫn. Anh đưa xuống dưới mình cá. Các tập trước các bạn thấy là mình cũng lấy action camera để lặn xuống biển để kiếm con rắn biển cũng như là những cái quay phim những cái con cá ở dưới rạn đá đó. Nó không có rớt ra. Nói chung là tại vì do bữa đó bão không có qua hồ chanh được nên không có lặn xuống xem san hô được, hơi tiếc. Nó cạn quá. Chứ còn anh đưa xuống, anh định đưa xuống rồi mà anh thấy nó cạn quá. Cái này nó ngắn. Cứ thả xuống vậy quay thôi. Đúng ra là phải có một cái cây gắn vô nhưng mà không có đem cây theo.
do đó thả xuống thì nó bị rung lắc, nó rung lắc quá trời đất luôn. Nhưng mà quay cũng khá là rõ ha các bạn, màu sắc rất là đẹp. Ok. Đó, anh bạn này đưa cho mình cái cây để gắn vô, cây tre đó, rồi mình đưa xuống dưới mình quay. Rồi ok, về chưa? Ai đặt món là ra đây nè phải không? Ồ, mình quay ở trên quay xuống đó. Quá trời cá luôn. Còn mấy này. À, nhưng mấy cái loại cá này hình như là nó phải nhốt riêng ra, một số loại có thể nhốt chung thôi, là nó cắn nhau hoặc nó ăn thịt lẫn nhau luôn, cá lớn nuốt cá bé luôn á. Hết cá rồi. Bây giờ có gì còn mực hả ta? Dạ. Nói chung là khách đến đây rất là đông, do đó khi mà ra bè thì ăn một loại thế là thấy hình như là hết. Khoảng bao nhiêu ký thôi? Nhận là thực dân ở đây khá là nhỏ, nhất là 1 ký phải không? Rồi để nhiều. Hỏi thử coi mấy ông kia đi ra một chút xíu thôi là thấy hết đồ ăn luôn, mới ghê. À, chiến lợi phẩm là những cái vỏ ốc rất là lớn luôn. À, lớn quá trời lớn rồi, nhưng mình về thì mình cũng phải ngâm rửa cho sạch. Bè đó bè cái mấy cái đó của này đâu không làm á. Ai bây giờ trên đường trở về lại. Ê, có ghế bước xuống không hay là phải lội nước? Dạ. Lội nước hả? Lội nước thì tao bỏ chài. Nước biển rất là trong. Gối đầu trên cát luôn cho nó đúng bài. Ồ, đẹp quá. À. Ok, mà hết tập 7 mình sẽ hẹn các bạn những cái tập tiếp theo. Còn rất nhiều điểm để check in ở đây nha các bạn. Bây giờ là hết tập 7. Rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh và các bạn nhớ like, share cũng như là subscribe kênh nhé. Không đem gì về rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt các bạn. À vậy hả?